Rồi, giờ mình sẽ làm đẹp cho các chú cô gái. Cầm đây các bạn, cầm đây thôi. Kéo này. Bên tay. Béo ấy. Ôi. Béo cũng mượt. Đây. Okay. Đấy. Cầm mày một nắm cái này là dễ cắt. Hai cái lông dài phía trong nó vượt lên, nó cắt cái lông dài ở phía trong. Cắt cái lông dài phía trong thì bên ngoài nhìn nó vẫn là đẹp. Bấm cái lông đuôi. Ok. Phần móng. Móng đây. Móng dài quá thì bấm đốt cái đầu móng. Để bấm cái đầu móng này. Rất là dễ. Đây, móng dài. Ôi, nhìn chung là thế là đẹp rồi. À. Thế. Rồi, làm dưới. À, nhưng mà kéo dụng mất được ít lâu. À, đây. Mình thấy đẹp chưa? Để tặng các bạn này ra đây. Bây giờ sẽ làm đẹp cho bạn này. Lâu lâu thì bỏ các bạn ra làm đẹp thì cắt bớt cái lông dài, móng dài thì mình sẽ bấm bớt.
móng dài long quăng cả. Rồi, các bác. Đấy. Bấm một mình nó ra nó hơi lâu. Mỗi lần là làm đẹp thì được mất ít lâu. Mai lại đẹp ngay đúng không? Này là mặt mun. Này là mun này các bác. Này thì chắc. Đây. Đẹp. Lau bụi đi nó đỏ ngầu. Mun này. Cảm ơn các bạn đã quay cả tôi luôn. Cảm ơn các bác theo dõi video của Cám Chiến Văn Việt nhé. Chào tất cả các anh em.